Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhờn thuốc, Vietnam Airlines chơi liều ma túy mạnh hơn. Vào ngày 7 tháng 9, báo chí trong và ngoài nước đồng loạt dẫn tin từ đài MBC Hàn Quốc về việc các tiếp viên hàng không Việt Nam buôn lậu ma túy. Theo đó, vào ngày 6 tháng 9, đài này đưa tin cảnh sát Incheon phía Tây Seoul, Hàn Quốc đã bắt giữ 2 trong số 4 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam để điều tra về hành vi buôn lậu ma túy. Tiếp viên của Vietnam Airlines dám làm nhưng chẳng tờ báo nào dám khẳng định mà chỉ nói tránh đi. Được biết, 2 tiếp viên bị bắt khoảng 20 tuổi bị nghi ngờ giấu cần sa dạng lỏng, tức là tinh dầu cần sa trị giá khoảng 300 triệu won, khoảng 5,4 tỷ đồng trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào Hàn Quốc từ tháng 8. Theo điều tra ban đầu, 2 nữ tiếp viên này khai họ nhận chuyển hàng hộ từ Việt Nam sang Hàn Quốc với tiền công khoảng 68.000 won cho đến 150.000 won, tức là khoảng 1,2 triệu đến 2,7 triệu đồng cho mỗi lần chuyển hàng. Tuy nhiên, các tờ báo trong nước không cho biết cụ thể 2 tiếp viên này thuộc hãng nào. Họ không dám nói thẳng tiếp viên tên và tên hãng hàng không mà lại nói cách nói tránh, ai muốn hiểu, thế nào thì hiểu. Các báo Việt Nam nói rằng đại diện Vietjet Airways khẳng định 2 tiếp viên bị bắt không thuộc phi hành đoàn của hãng. Các hoạt động của Vietjet Airways vẫn diễn ra bình thường, an toàn và tuân thủ các quy định. Bamboo Airways cũng phát đi thông báo tương tự sau khi xác minh sự việc và kiểm tra nội bộ. Trong khi đó, chia sẻ với báo chí, Vietnam Airlines cho biết đang xác minh từ các bộ phận chức năng và sớm có thông tin về vụ việc. Việt Nam hiện nay có 3 hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet Airways và Bamboo Airways. Vì vậy, cách đưa tin của báo chí trong nước theo phương pháp tự suy nghĩ như thế là một cách gián tiếp thông tin với bạn đọc rằng đấy là tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines. Đây không phải là lần đầu tiên người của Vietnam Airlines bị bắt ở Hàn Quốc. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2015, khi đó, báo chí Hàn Quốc đưa tin cơ trưởng Nguyễn Văn Dũng, còn gọi là Dũng 6, cách phân biệt của các phi công trùng tên, và tiếp viên Nguyễn Tuấn Phong, tức là Phong 6, đi trên chuyến bay Việt Nam 426, hành trình Hà Nội Busan, đã bị hải quan tại sân bay Kim He Busan, Hàn Quốc tạm giữ vào ngày 10 tháng 3 năm 2015 vì buôn lậu vàng. Được dung dưỡng như thế này nên đã lờn thuốc. Hồi tháng 3 vừa qua, báo chí cũng đưa tin rùm beng về việc 4 tiếp viên của hàng không Vietnam Airlines mang 10kg ma túy tổng hợp bị bắt tại hải quan sân bay Tân Sơn Nhất với tang chứng, vật chứng đầy đủ. Tuy nhiên, sau khi hải quan bàn giao đối tượng cho công an thành phố Hồ Chí Minh thì cơ quan này đã thả cả 4 cô tiếp viên trong sự bất bình của dư luận. Có người cho rằng 4 cô tiếp viên này là con cháu của anh ba, anh bảy ngoài trung ương nên không thể bắt. Thực tế, Vietnam Airlines có rất nhiều hàng gửi, tức là con ông cháu cha, con ông nọ bà kia được đưa vào hãng nên không ai dám động. Ngay cả công an thành phố Hồ Chí Minh còn không dám động đến những cô gái tiếp viên này thì ai dám động tới họ ở đất nước này. Vietnam Airlines cũng là doanh nghiệp của nhà nước nắm chiếm đến 86% cổ phần thì doanh nghiệp này cũng là ông trời trong ngành hàng không. Nhân viên của họ kẻ thì vận chuyển ma túy, kẻ thì chơi ma túy, kẻ thì buôn lậu vàng vân vân. Chẳng có ai bị truy tố. Làm nhân viên cho Vietnam Airlines thì cứ như là được đứng bong kè vậy, không ai làm gì được, cho dù họ có phạm tội nặng đến đâu. Hồi đầu năm 2015, cơ trưởng tiếp viên của Vietnam Airlines cũng bị bắt tại Hàn Quốc vì buôn lậu vàng. Khi con nghiện dùng thuốc nhưng được dung dưỡng thì sẽ tăng đô. Việc công an thành phố Hồ Chí Minh thả 4 cô tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines cho thấy rằng những nhân viên của hãng này không biết sợ ma túy là gì. Nhân viên Vietnam Airlines bị bắt tại Hàn Quốc vào hồi tháng 4 và đến nay hãng máy bay này còn nói là vẫn đang xác minh. Thực ra họ muốn giấu nhưng vì đài MBC công bố khiến họ đã bị lộ. Ngay cả báo chí trong nước cũng phải nói tránh để bạn đọc tự suy luận rằng cách loại trừ thì đủ hiểu rằng tên tuổi của Vietnam Airlines ở Việt Nam nó lớn như thế nào. Báo chí muốn nhắc đến tên họ cũng phải hết sức cẩn thận. Hãng Vietnam Airlines là hãng bay của nhà nước, được độc quyền chở các quan chức cấp cao đi công tác ở nước ngoài.
nay đã trở thành một hãng hàng không đáng xấu hổ như thế. Có người nói nơi nào bị Cộng sản quản lý thì nơi đó sẽ nát. Đứa con nào được Cộng sản đẻ ra thì đứa con đó chẳng biết tử tế là gì. Quả thật nhận xét này không sai chút nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Nhân thuốc Việt Nam Airlines chơi liều ma túy mạnh hơn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Muốn gặp Mỹ thì phải lụy tàu. Tổng đạp trên đầu dân, cúi đầu trước bạn vàng. Hồi đầu năm 2016, khi đại hội lần thứ 12 đang đi vào giai đoạn gây cấn, khi các ứng viên đang tăng tốc để chạy nước rút vào Bộ Chính trị và Trung ương Đảng khóa mới, thì bất ngờ đặc phái viên của ông Tập Cảnh Bình, ông Tống Đào đến Việt Nam vào ngày 26 tháng 1. Ngay sau đó, ngày 27 tháng 1, khi bầu Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Trung ương Đảng khóa mới, ông Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tống Đào ở thăm Việt Nam đến ngày 30 tháng 1 năm 2016 sau khi đại hội đã bế mạc. Một tháng sau, ông Nguyễn Phú Trọng cũng cử đặc phái viên của mình là trưởng ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đến Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình. Ông Hoàng Bình Quân không có tư cách gặp ông Tập, tuy nhiên vì mang sứ điệp của ông Tổng Trọng gửi cho ông Tập nên ông Hoàng Bình Quân mới được ông Tập đón tiếp. Hình ảnh được cho là phải xin phép bạn vàng thì mới có thể được gặp Mỹ. Sự kết nối giữa ông Tổng Bí thư Việt Nam và ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc bằng cách như thế. Cách liên lạc có vẻ riêng tư và rất bí mật. Hai ông này nếu không gặp trực tiếp thì gặp qua đặc phái viên. Họ bàn với nhau những vấn đề gì, nhân dân không hề hay biết. Nguồn tin riêng đã cho chúng tôi biết rằng nhóm tạo phản Đinh La Thăng, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang bị phát hiện là bởi có phía Trung Quốc giúp đỡ. Nhờ đó, ông Trọng đã phá tan nhóm này và giữ được thế vô đối trên chính trường. Dù ông đã già 79 tuổi, sức khỏe thì yếu, không còn đủ năng lực để đảm nhận nhiệm vụ ở vị trí đứng đầu. Được biết, tuy ông Nguyễn Phú Trọng làm bí thư Quân ủy Trung ương, nhưng ông chưa bao giờ nắm được Tổng cục 2, tức là Tổng cục Tình báo của quân đội Việt Nam. Trong khi đó, ông Nguyễn Tân Dũng nắm rất chắc cơ quan này, nhưng vẫn phải chịu thua trước thế lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay, ông Nguyễn Chí Vịnh ngã bệnh một cách rất bất ngờ và bí ẩn, làm cho một số người tin rằng Tổng cục 2 đã bị lép vế, không còn đủ khả năng để bảo vệ người cũ của mình. Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng cử đặc phái viên trao đổi là chuyện đã có từ rất lâu rồi, và không hiểu các ông đã trao đổi những điều gì, họ thường giấu giếm nhân dân. Ông Nguyễn Phú Trọng là người quyết định chính sách ngoại giao giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Cứ mỗi lần ông Tập Cận Bình tái đắc cử thì ông Tổng Trọng lại mang râu đội mũ sang chầu Bắc Kinh. Hành động này làm dấy lên nghi ngờ rằng cứ mỗi nhiệm kỳ ông Tập thiết lập một chính sách ngoại giao mới thì ông Trọng lại phải sang Bắc Kinh nhận lệnh. Quy luật này đã duy trì suốt 3 nhiệm kỳ của ông Tập, tương ứng với 3 nhiệm kỳ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việt Nam xích lại gần Mỹ sẽ mang lại rất nhiều lợi thế về khả năng tự lực tự cường cho đất nước. Ai cũng thấy được điều đó. Đảng Cộng sản vẫn biết điều đó. Chính họ cũng ngày một nâng cao mối quan hệ với Mỹ. Đồng thời, Mỹ cũng cần Việt Nam gần họ hơn để mà kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng không thể cứng rắn với ông bạn vàng phương Bắc bởi những mối quan hệ chìm mà người dân không thể thấy được. Những mối quan hệ đã giúp cho ông Tổng Bí thư thiết lập được thế độc tôn trên chính trường tại Việt Nam. Nhưng nó cũng khiến cho ông Tổng Bí thư không dám cứng rắn với phương Bắc và cứ như thế mà hệ lụy.
trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu gặp ông Nguyễn Phú Trọng trước ngày Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam. Tổng thống Mỹ Biden chuẩn bị thăm Việt Nam vào ngày 10 tháng 9 tới đây. Chuyến thăm này sẽ giúp Việt Nam và Mỹ nâng cao mối quan hệ. Tuy nhiên sẽ là rất tốt nếu Nguyễn Phú Trọng không lụy tàu như bao lâu nay. Nhưng ngày 5 tháng 9, ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, ông Tập Cảnh Bình lại cử ông Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, gặp trực tiếp ông Nguyễn Phú Trọng. Có người cho rằng ông Lưu Kiến Siêu mang giấy phép của ông Tập trao cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Muốn gặp Mỹ thì gặp nhưng phải xin phép chậm, một số nhà quan sát đánh giá như thế. Ở trong nước, ông Trọng cho công an đạp đầu dân, nào bắt bớ, nào là biệt miệng, nào là khủng bố, vân vân. Kể cả việc đe dọa những người đang ở trong tù. Nhưng với bạn vàng phương Bắc thì ông Tổng vẫn không quên lễ phép, muốn làm gì cũng phải xin phép. Cứ như ông bạn vàng này mới là chủ nhà, chứ không phải Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin muốn gặp Mỹ phải lụy tàu, Tổng đạp lên đầu dân, cúi đầu trước bạn vàng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.